Những ngày qua, Chư Tăng Ni Phật tử tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa đến với người gặp khó khăn khắp nơi trên tinh thần từ bi, yêu thương của Đạo Phật cũng như chung tay phòng dịch COVID-19. Phật giáo Hội An với sự chung tay của quý Phật tử trong và ngoài nước đã có những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa tại xã Ninh Khánh, miền núi Nông Sơn và Bệnh viện Dã chiến Củ Chi vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Tại đây, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bình cùng quý Phật tử đã trao tặng 120 suất quà trị giá 350.000 mỗi suất cho bà con tại địa phương và 100 phần quà cho các em học sinh. Đoàn từ thiện Phật giáo thành phố Hội An cũng đã đến tận nhà người dân để thăm và trao tặng 10 phần quà ý nghĩa. Tổng giá trị các phần quà 50 triệu đồng là nguồn kinh phí từ các Phật tử Việt Kiều tại Mỹ và các mạnh thường quân tại thành phố Hội An phát tâm ủng hộ. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Sư Cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cùng quý Phật tử chùa Phụng Ân, thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà ủng hộ công tác phòng chống dịch cho cán bộ y tế, các chiến sĩ, bà con nhân dân đang thực hiện việc cách ly tại Bệnh viện Dã chiến, huyện Củ Chi, thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Quà tặng bao gồm các trang thiết bị y tế như khẩu trang, găng tay y tế, xà bông và các thực phẩm dinh dưỡng như bột yến mạch, hồng sâm, nước dinh dưỡng, đã thể hiện sự đồng hành và sự tri ân của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.